các bác và anh em. Chim bác các bác và anh em là một bộ dàn của hãng Sony. Bộ này thì cực kỳ dễ chơi các bác nhá. Nó chưa có điện thoại máy tính và TV có jack 3.5. Còn các chức năng đĩa của nó con này lỗi rồi, em bỏ qua. Model của nó là Z3MD. Đấy. Anh em có thể mua về chơi coi làm loa vi tính, làm loa TV hoặc cái nối điện thoại qua cổng 3.5 các bác nhá. Hoặc thêm một cái cục thu Bluetooth nữa thì sẽ biến thành một loa không dây Bluetooth luôn. Về hình thức thiết kế của bộ này, thiết kế rất là vuông vắn đẹp các bác nhá. Đây. Đấy, loa vuông vắn, đầu máy cũng vuông vắn luôn. Tất cả mọi thứ đều vuông vắn. Đấy. Về cơ bản bộ này hình thức của hai loa còn tương đối đẹp. Đấy. Đầu máy thì không được đẹp lắm. Đấy, loa là tương đối đẹp các bác nhá. Về cơ bản là đẹp thôi. Đấy. Đây loa đây. Cạnh đẹp luôn. Không vỡ không bề nở luôn. Đấy, đầu máy của nó thì nó bị chảy xước do vận chuyển, do thời gian sử dụng, do nhiều yếu tố khách quan. Đấy. Còn loa là cơ bản là đẹp. Đây, chỗ này hơi bẩn tí này, anh em vệ sinh và hơi nhăn tí đề can này. Đấy. Thùng vách của nó là vuông vắn hết. Đấy. Thùng vách vuông vắn hết các bác nhá. Đấy. Đầu máy đây, chảy xước một tí các cái vết kiểu như này. Em kê sát vào, nhìn nó không lộ đâu. Mà bộ này kê sát vào nhìn nó đẹp hơn này. Đấy. Nó đẹp luôn. Đây, anh em cắm cho một cái lỗ này. Audio in này nhá. Nút function này nhá. Nếu như anh em mua về mà nó chế độ chưa phải live mà là MD này anh em, hoặc là CD này. Đấy, anh em cứ ấn nút function này. Bây giờ nó chuyển về chế độ live là trên điện thoại máy tính nhá. Đây, live in nhá. Đấy. Tương đứng với nút line ở đây. Cắm đây là chơi điện thoại thôi, rất dễ thôi, không có gì khó cả. Đó. Đây, căng của con này thì bị rách các bác nhá. Đây, căng đây. Đấy. Có bị rách cái dạng lưới, có rách nhẹ tí. Các bác lắp vào được và bỏ ra nhìn nó cũng đẹp hơn, thấy bỏ ra nhìn đẹp hơn. Bộ này thì chơi đa năng. Nó luôn các bác gọi chơi đa năng. Từ các dòng nhạc remix, DJ đan đến các dòng nhạc trẻ, EDM. Đấy, hoặc dòng là bơ rô, chơi đều hay. Em sẽ test một số loại cho các bác xem luôn nhá. Đầu tiên sẽ nhạc test nhạc remix trước. Tầm giá thì cái tiếng bass của con này anh đánh giá là rất là khá. Rồi em sẽ test thêm dòng nhạc bolero các bác nhá. Rồi em sẽ tìm một cái bản bolero các bác chờ chút xíu. Đây, toàn những cái nhạc gì đây này. Chưa thấy nhạc bolero đâu. Đây, test nhạc. Nhạc EDM nhé, nhạc trẻ EDM cho các bạn trẻ nhé. Nhạc nào test bộ này cũng đều ok hết. Bộ này nó không kén đâu anh em nhé. Tiếng bass khá là tốt. Nói chung bộ này chơi tạp được, các bác có thể chơi tạp được.
bass là bass 12 các bác nhá. Gân của nó là gân vải, rất là bền luôn. Đấy. Hình thức là như vậy. Về giá thì bộ này em bán giá ưu đãi thôi. Cho tất cả các bạn về mua về làm loa vi tính là chủ yếu, hoặc loa TV, hoặc là loa điện thoại. Và cái nối Bluetooth làm loa Bluetooth cũng được các bác nhá. Đấy, bộ này em để cho các bác cái giá cũng rất là ưu đãi thôi. Vì hình thức nó nói thật là cũng không thực sự là tuyệt vời. Thì bộ này em bán giá 1.170.000 thôi. 1.170.000 các bác nhá. Giá bao gồm các phụ kiện đi kèm, đó là một dây AUX để em chơi điện thoại máy tính có jack 3.5 và bộ chuyển nguồn để em chơi điện 100. Và đặc biệt nếu như các bác mua chuyển đủ em sẽ bao ship luôn các bác. 1.170.000 thôi các bác nhá. Đấy. Các bác đặt dàn em một trong hai hình thức, một là chuyển đủ, hai là chuyển cọc. Nếu như anh em chuyển cọc, cọc trước cho em với số tiền là 300.000 đồng. Tuy nhiên nếu các chuyển cọc các bác giả tiền phí ship giúp em. Còn các bác chuyển đủ là 1.170.000 em sẽ bao ship luôn các bác. Đến tận tay các bác 1.170.000 thôi. Mọi chi tiết đặt hàng anh em vui lòng liên hệ số điện thoại, đồng thời cũng là số Zalo của Trung Kiên Audio là số 0975 575 262. Rồi em xin kết thúc video test tại đây.